Xin chào tất cả các anh em nha, video này hôm nay tham gia chương trình này gấp từ Birochon. Để tham gia dán link phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra để chat chatbot nè. Bấm nút sẽ tìm phần hỏi chút nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì tất cả anh em phải lướt cấp trang nha các anh em. Mình gặp cái này mình nghe. Cấp trang này khó lắm anh em ơi. Rồi. Vì con này chạy trên nền tảng của chiếc tròn anh em bấm vào, tôi không phải là người máy nghe các anh em. Rồi anh em chọn vào những cái mục này. Anh em giờ chọn chúng đúng hình rồi anh em bấm vào submit đi. Submit lên anh em. Rồi anh em bắt đáp lại. Rồi tất cả anh em chờ chút nha. Rồi anh em bấm vào mục chat nè. Qua được gấp cha là may mắn cho mình lắm rồi. Khó vậy. Rồi khi tham gia dán tất cả anh em nhận được một chút 1,5 tốc cần. Có hiểu là bên do này rớp tất cả các bạn. Hiện tại là máy rớp giờ rất là dễ dàng tất cả anh em. Ra cũng nhiều nguồn ai rớp quá, cũng nhiều nguồn ai rớp sẽ cảm lắm. Sơ của nó các anh em. Máy lóc chậm quá. Rồi tất cả anh em vô anh vào kênh channel anh em bắt up lên nè. Nguồn ai gấp này có 440 subscribe. Rồi tất cả anh em điền username Telegram của mình nè. Mình thì phải làm nguồn ai gấp trên tảng như tròn nữa. Nói chung cái nào cũng có cái hại của nó trên các anh em. Anh chào anh chúc nha. Rồi tất cả anh em bấm gỡ nè. Rồi anh em điền lại cái username mình tiếp tục nè. Tại mình bấm lộn mà tại username theo Word mà Telegram mà mình để theo Word. Rồi không sao đâu. Chúc. Mình hồi mình khởi động quá, mình làm lại cái này video mình hướng dẫn cho tất cả anh em thôi. Không sao hết. Rồi, nhiệm vụ thứ hai thì anh em follow. Ok. Rồi anh em theo dõi nghe tên em. Anh em tự quyết nó là mày. Rồi để mình khởi động máy rồi anh em ơi, mình làm sai cái xin em theo luôn. Rồi. Các anh em. À, cộng win. Này mình sơ ý các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn điền tiếp vô channel. Rồi cái này là cái channel của iGroup thôi. Rồi, các bạn tiếp tục username Telegram mình nè. Submit to the world username. Rồi các bạn kiểm tra cái nếu có follow rồi các bạn gỡ tiếp tục username theo world. Nghe bạn cái nó kêu join ngoại tại username theo world. Username Telegram các bạn đi tiếp tục anh. Bot này bị khủng ý kêu nó hoài. À các bạn tại mình khởi động. Rồi nó kêu các bạn điền địa chỉ với John Link, John Wallet nha các em. Không được dùng địa chỉ với
miễn John chạy trên nền tảng TCM20. Rồi bạn mở với John Lim ra. Rồi bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Bắt vào, các bạn bắt vào nè. Các bạn gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn gỡ xong các bạn nhắm vào menu chạy post phân hồn các bạn. Rồi đó. Rồi các bạn sẽ nhận được có chương trình tiếng ghép nữa nè. Ghép 2000 tròn. Ocean em anh Balenci mình đã nhận được 1.5 token nè các bạn vào quý tài phối nó Airdrop Private còn quý giao con này các bạn phải yêu cầu tuyển 3 người bạn mấy bạn mới quý giao được các bạn, còn bạn nào không tuyển được thì chờ Airdrop phong phối ngay tới các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những clip tiếp theo từ mình nha.